Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Chân dung em gái sang chảnh, cao 1m78 của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên chia sẻ hình ảnh em gái trên trang cá nhân. Chính vì thế, Mai Ngọc Phượng, sinh năm 1993, không hoạt động giải trí, song cũng được nhiều khán giả biết đến. Ngọc Phượng sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng và chiều cao 1m78. Hiện tại cô theo đuổi công việc kinh doanh. Mai Phương Thúy và em gái rất thân thiết. Hoa hậu Việt Nam 2006 nhiều lần công khai Ngọc Phượng xinh đẹp hơn mình. Với Mai Phương Thúy, mẹ và em gái là thứ quý giá nhất trong đời sống. Cô từng nói, tất cả thứ khác như danh tiếng, thành công, tôi cầm lên được nhưng cũng đặt xuống được. Nhưng những người thân yêu thì không phải lúc nào cũng ở bên mình mãi. Tôi yêu gia đình đến mức nhắc đến là tôi có thể khóc. Cũng giống chị gái, Ngọc Phượng sở hữu nhiều đồ hiệu, đặc biệt là túi xách và dài. Cô chịu khó cập nhật xu hướng thời trang mới và được nhận xét mặc ấn tượng hơn chị gái. Với vóc dáng thon gọn, chiều cao lý tưởng, cô có thể biến hóa với mọi trang phục. Nếu như Mai Phương Thúy mặc đơn giản, không chạy theo mốt, thì cô em gái lại là người bắt nhịp xu hướng của giới trẻ, trẻ trung, hiện đại. Chính ý chịu khó làm mới hình ảnh bằng cách mix and match đa dạng, không gò bó bản thân vào phong cách nhất định nào, khi thì sexy, lúc lại cá tính, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi Ngọc Phượng không nói gót đàn chị. Tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều người nhận xét gương mặt của em gái Mai Phương Thúy giống các hot girl. Ngọc Phượng từng bật mí bí quyết chăm sóc da của cô là đặc biệt quan tâm đến bước làm sạch. Cô luôn tẩy trang rồi mới rửa mặt, ngay cả trong những ngày không trang điểm. Mai Phương Thúy kín tiếng chuyện tình cảm, còn em gái cô lại khá thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên mối tình 5 năm. Cặp uyên ương vừa kỷ niệm nửa thập kỷ bên nhau hồi đầu tháng 8. Người yêu của Ngọc Phượng từng nói lời ngọt ngào và dành cho cô nhân dịp Valentine. Vẫn yêu em như ngày đầu tiên, nhân ngày quốc tế Sô-cô-la năm nay. Chẳng mong gì hơn ngoài mong em yêu luôn xinh đẹp, mạnh khỏe. Còn hạnh phúc thì em cứ để anh ship gửi tới cho em. Không chỉ Valentine này mà còn 100 Valentine sau này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.